đến với video thứ hai tôi chia sẻ với các bạn cây cảnh nghệ thuật nhà vườn Lộc Phú Quý thuộc Hội Sinh vật Cảnh Bắc Ninh. Tác phẩm đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là một tác phẩm xanh có tên là Tự Tâm Hoành Thụ. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tác phẩm Tùng La Hán Giáng Trực với một cái bệ rất là đẹp, độ giật côn của thân. Chia thành từng nấc rất là hợp lý.
với bệ rễ của tác phẩm Tùng La Hán mà chúng ta cứ cảm tưởng như là hệ xanh, thật là tuyệt vời như thế này. Tiếp theo tôi giới thiệu với các bạn một tác phẩm xanh. Để ở đây nhé. Cái này đây. Phẩm xanh của anh Trần Xuân Lộc có tên là Nguyệt Ánh Ánh. Và đây tôi cũng chia sẻ với các bạn tác phẩm Bồ Đề.
Vâng, đây là tác phẩm đa. Một tác phẩm đa tầm nhỏ. Có thể một người bê nhẹ nhàng. Và với tác phẩm xanh tôi chia sẻ ngay bây giờ, đó cũng là tác phẩm cuối cùng trong video này để chúng ta chuyển sang video tiếp theo. Bóng nắng đã lên rất to, cho nên là bệ gốc đã có những cái bóng của tay, của lá rơi xuống lốm đốm. Một tác phẩm xanh tầm trung mà đó là một bệ xanh rất là già, bốc trắng hết từ bệ rễ cho lên đến tay chi. Và với hình ảnh này, Đỗ Sinh xin dừng video này tại đây để chúng ta chuyển sang tiếp theo, chia sẻ vườn nhà vườn Trần Xuân Lộc, Băng Ninh.